Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm một phương án nữa để chạy Zalo V8. Thì hôm nay mình sẽ chạy Zalo V8 với lại Frame. Thì cái cách chạy này nó tương tự với cái cách chạy mà mình làm dự án với Zalo V5, đó là chúng ta sẽ load trực tiếp Frame vô trong cái mô đồ như thế này. Thì nó khác với cách chạy hôm bữa mình hướng dẫn, ở chỗ là cách chạy hôm bữa thì chúng ta sẽ có result bằng model. Chúng ta sẽ bỏ video vô đây, thì chúng ta có thể bỏ video vô đây hoặc là chạy với webcam á, thì chúng ta sẽ điền ở đây số 0 hoặc là số 1 gì đó. Các bạn có nhiều webcam thì các bạn thay thôi. Thì cách chạy này là cách chạy mình đã hướng dẫn ở những bài trước, thì nếu các bạn nào chưa biết thì các bạn có thể xem lại những bài trước để các bạn xem. Hôm nay thì cái cách làm mới này nó khác ở cái chỗ là nó lấy trực tiếp từ frame luôn. Cách làm vẫn tương tự ha, chúng ta vẫn load CV2 lô nè. Tương tự cách làm này y chang. Thì xuống đây á, xuống đây này là chúng ta sẽ lấy model. Model thì vẫn y chang như cái hôm trước, cũng là lấy từ Zalo V8.bt nè. Thì mình cũng mặc định đó các bạn, từ trên thì các bạn sẽ bỏ cái mô đồ từ trên chúng ta vô đây, đừng link tới cái chỗ đó cũng được, hoặc là để trực tiếp nó vô đây cũng được nè. Thì bỏ cái mô đồ chúng ta từ trên vô đây rồi chúng ta dán cái tên nó vô đây, các bạn là từ trên đó. Bên này cũng tương tự ha, cái chèn nhau. Thì xuống dưới này nó sẽ có một chút khác. Cái này là cái này lấy đường truyền, thì chúng ta ghi thẳng trực tiếp cái này vô đây cũng được, không cần phải lót trung gian qua chữ này cũng được. Chúng ta ghi ghi thẳng này vô đây không sao. Đây nó màu mè thêm xíu thôi. Thì đây chúng ta thấy cái cách lót mô đồ này. Lót mô đồ đây là nó sẽ bỏ video vô đây. Show true, stream true. Show true là để nó trong quá trình nó redirect á, thì nó sẽ show cái hình cho chúng ta xem. Cái stream bằng true là để nó lấy ra dữ liệu mà chúng ta cần cho những dự án, nên đó là kết quả nó có cái hàm lệnh này. Còn thằng này thì nó sẽ lấy ra cái frame bằng cái video capture này, nó lấy ra cái thì xuống đây là cap e open, tức là nó muốn chắc chắn rằng là cái webcam này đã được mở. Thì cam cap chấm rip, tức là nó sẽ đọc cái frame đó, nó cho ra frame, và nếu có phát hiện ra camera đang chạy thì nó sẽ hiện chữ CC, tức là nó đã chạy được rồi. Còn bên này chúng ta thấy là cách chạy này chúng ta phải mod lại. Cái cách chạy này chúng ta phải mod lại cái file hệ thống này một xíu thì nó mới chạy được. Cụ thể như đây là từ khi có cái result này đúng không? Đây không? Có cái result ở đây. Thì từ cái result lớn này chúng ta sẽ lấy ra cái này, tức là lấy ra dữ liệu. Cái này sẽ có khi mà chúng ta bỏ cái lệnh stream bằng true vô nè. Đó, chúng ta lấy ra cái gì rồi, lấy ra frame. Rồi sau frame này lên á, là chúng ta sẽ lấy cái frame này chúng ta bỏ ở đây, và chúng ta sau lên bằng CV2, hoặc chúng ta sẽ image về main hay cái gì đó nếu chúng ta chạy bằng GUI. Rồi cái này là từ cái result này chúng ta sẽ lấy ra được class, tọa độ rồi độ chính xác. Thì đó là cái bài hôm trước. Thì để chạy được cái này á thì mình sẽ phải mod lại một xíu trong cái thư viện của nó. Thì ví dụ như mình muốn cài Zalo V8 cái phiên bản mới nhất thì mình sẽ chạy cái dòng lệnh này. Cái dòng lệnh này là mình cài, vừa cài đặt Zalo V8 mà mình vừa cập nhật phiên bản mới nhất của nó. Rồi, bỏ vô Enter. Thì cái phiên bản hiện tại là phiên bản 8.0.75. Thì cái phiên bản mình đang dùng là phiên bản 8.0.74. Bây giờ nó đang cập nhật, đây là phiên bản mới nhất. Thì việc cập nhật lên phiên bản mới nhất thì các bạn phải lưu ý một điều rằng là ở một số phiên bản nó sẽ bị lỗi một cái gì đó. Thành ra là nếu bị lỗi gì thì chúng ta nên chờ phiên bản tiếp theo, người ta sẽ sửa cái lỗi đó.
Cho nên cái bản nào chúng ta chạy ổn định thì chúng ta nên để nó dùng. À, khi nào thấy thật sự cần thiết hay nâng cấp được cái bản mới hơn. Bản mới hơn đôi khi nó thì có một số tính năng mới mà đôi khi nó cũng gây ra một số lỗi không cần thiết. À, để chạy được cái loại này nè. Chạy được cái loại mà lấy frame ra cái kiểu này. Thì chúng ta sẽ vô trong cái VNV nè, vô đây. Vô cái chạy rất là nhiều đây, vô đây nè, vô Yolo, vô engine, à, chọn Reddit. Thì trong cái file Reddit này á, chúng ta sẽ ở cái dòng có thứ 234 và 283 284 này sẽ tắt đi. À, mình copy cái dòng này. Nhấn vào đây. Nhà xứ là mình thêm miếng mình tắt này đi. Đây, xóa này đi. IM0 là cái này nè. Đó. Mình sẽ lấy về cái frame mình cần và cái kết quả sau khi nó dự đoán. Thì sau khi mình làm cái thao tác đó xong á, thì mình sẽ chạy đối với cái loại này mình chạy lên. Đó, các bạn thấy là nó chạy bình thường. Và đồng thời cho chúng ta cái dữ liệu mà chúng ta cần cho cái dự án của chúng ta. Class là gì? À, XY là tọa độ nè, độ chính xác. Đó là những thông số chúng ta cần. Thì đây là cách làm cũ. Không phải là cách làm cũ mà là một cách làm. Còn một cách làm thứ hai, đó là cách làm mới nhất hiện nay. Đó là họ làm thêm thôi. Cách làm này thì nó cũng có những cái ưu điểm của nó và nó cũng có những cái khuyết điểm của nó. Thì đối với cách làm này thì chúng ta không cần mod ở trong cái file này nữa. Chúng ta sẽ bật cái này lên lại. Tắt cái này đi. Trả lại mặc định. Trả lại mặc định. Trả lại mặc định hết. À, tức là ở chúng ta không cần mod gì trong này hết. Ta trực tiếp ở đây. Sau khi có model rồi bỏ ở đây thì chúng ta sẽ lấy được cái frame của cái video này. Đây mình lấy cái video không nè, rồi quay cap e open tức là webcam nó mở lấy được frame, và này là tín hiệu báo camera đã chạy nè, Nessus tức là camera chạy thành công webcam chứ. Thì resolve bằng model chấm frame đó, nó bỏ được frame vô nè. Mấy bữa là load bằng cách này nó bị lỗi nhưng mà hôm nay nó đã cho chạy. Thì chúng ta cũng lấy ra được cái frame mà chúng ta cần. Rồi, resolve bằng pilot. Thì đây là cái thuật toán mà các bạn nên ghi y chang. Còn cái này thì chúng ta thích sửa tên gì cũng được. Con này thì mình nên giữ y chang như vậy. Rồi, sau khi có được cái frame đã ready sẵn rồi thì mình CV2 install là chạy lên. Đó là cái tên thôi. Tên người ta đặt, cái giá ta đặt vậy thì mình để mình giữ vậy luôn. Đây, sẽ chạy với cái file này nhé. Đó, các bạn thấy nó chạy bình thường ha. Đó, nó vẫn chạy như bình thường. À quên, để chạy lại coi cái này cái. Bạn để chữ YOLO V8 Inference. Cái chữ đó chính là cái này, điều đó chứng tỏ là nó đã chạy được với cái này rồi đó, chứ không phải là chạy bằng cái này. Đó, cái này nó khác. Thì đó là cách chạy mà chúng ta vẫn thường làm với YOLO V5 khi mà chúng ta chạy dự án. Thì với cách chạy này thì chúng ta có thể dừng nó bằng cách bấm Q để dừng lại. Thì cách chạy bên này thì nếu mình không có GUI thì mình bấm Q nó cũng dừng, mà khi có GUI thì cái lệnh nó sẽ bị tắt đi, chúng ta không thực hiện được. Còn đối với cách chạy này thì
nếu có cái GUI thì cái relay nó cũng tắt đi, nhưng mà chúng ta có thể can thiệp được vô cái khúc này được, nó cũng tương tự gì à. Thì nếu chúng ta nhấn quy thì nó sẽ ngưng. Và còn cái nữa đó là ngoài cái chuyện mà chúng ta lấy ra cái frame đã được dự đoán xong, thì mình muốn lấy ra cái những cái thông số của nó. Cái đó nằm để ngang hàng vậy ha, ngang hàng với if nè, nằm trong cái này. Thì mình cũng lấy ra cái result này. Thì trong cái result này vẫn cái câu lệnh y chang cái thằng bên này, vẫn cái này. Thì mình cũng lấy ra được những cái tọa độ mà mình mong muốn, cũng là class, cũng là tọa độ, cũng là độ chính xác, tương tự như cách làm mà bên kia. Để mình chứng minh được hai cách cách đó làm là ngang nhau, các bạn dùng cách nào cũng được. Rồi L break, L là ngang hai với lại cái thằng if nè. L là break, tức là những trường hợp khác nó sẽ xóa đi. Rồi dưới này có hai cái hàm là khi mà ngưng thì nó sẽ tắt webcam đi và nó phá hủy hết những cái màn hình đang, nó tắt hết những cái màn hình đang hiển thị thôi. Thì cách làm này có ưu gì và khuyết gì? Cách làm này có cái ưu đó là chúng ta lấy ra được cái frame chỗ này, chúng ta không cần phải modify ở trong cái thư viện. Và chúng ta có thể sau ra cái frame khi mà nó chưa dự đoán gì hết, và cái frame sau khi nó dự đoán. Đó, cách làm này nó cho chúng ta custom được khá là nhiều. Tuy nhiên khuyết điểm cái cách làm này thì chúng ta cũng có thể thấy rõ đó là chỗ này là chúng ta chạy với video MP4 nè, chúng ta chạy với webcam được nè. Còn đối với hình hình thì chúng ta sẽ không dùng video capture này được, thì chúng ta phải dùng imprint, tức là CP2 imprint để chúng ta đọc từ hình. Thì nó có cái khuyết đó là tùy cái nguồn chúng ta load lên là cái gì, thì chúng ta phải dùng cái cách load tương tự như đối với Zalo V5. Thì chúng ta load sau đó để chúng ta cho ra được cái frame này là xong. Còn đối với cái loại này á thì nó không có cầu thị như vậy, thì chúng ta bỏ vô đây video là nó cũng chạy được. Nếu video hoặc là webcam thì bỏ ở đây, thì chúng ta show true, chúng ta cũng phải modify này lại xíu, tức là đối với cái show true, trim true này là dành cho video ha, webcam thôi. Còn đối với cái loại hình hay gì đó thì chỗ này chúng ta không cần thiết. Mà hình thì chúng ta thường chỗ này chúng ta sẽ là save bằng true, tức là sau khi nó redirect xong rồi nó lưu lại cho chúng ta xem nó redirect được chưa. Còn hai này thì lúc đó chúng ta tắt đi. Thì cái này nó cũng có cái ưu đó là chúng ta bỏ gì, hầu như bỏ cái gì vô đây nó cũng redirect được, nó không không đòi hỏi chúng ta phải tìm một cái thư viện nào đó phù hợp để mà nhét vô. Thì chúng ta chỉ cần bỏ cái đó vô đây là nó sẽ tự nó dự đoán cái đó là cái gì để nó cho ra cái kết quả phù hợp. Còn đối với cái loại này thì tùy chúng ta là video, chúng ta là webcam thì cách load nó khác, chúng ta là hình chúng ta nó cách cách load nó khác. Thì ưu khuyết điểm của tụi nó là như vậy. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi ha.